Nga sẽ yêu cầu Mỹ những điều gì nếu đàm phán hòa bình diễn ra? Đây là video rất dễ hiểu nhưng quan trọng để bạn có thể lý giải được tại sao cuộc chiến Ukraine sẽ nhùng nhằng mãi không dứt. Hãy cố gắng theo dõi hết hai phần video được đăng liền nhau để bạn có thể nắm được bản chất câu chuyện đàm phán và tương lai xung đột sẽ xảy ra. Truyền thông phương Tây có vẻ rất ba phải. Một mặt họ luôn nói rằng Nga không muốn đàm phán hòa bình. Một mặt khác họ lại nói rằng Nga đang thèm đàm phán hòa bình bởi vì Nga chịu sắp hết nổi rồi. Vậy sự thật là gì? Và nếu có đàm phán thì Nga sẽ yêu cầu những gì từ Mỹ? Tôi sẽ giải quyết giúp bạn hai vấn đề. Vấn đề phụ là lý giải cho sự ba phải của truyền thông phương Tây và vấn đề chính là sẽ giải quyết những yêu cầu của Nga trong các cuộc đàm phán và cuối cùng chúng ta sẽ hiểu tại sao cuộc chiến lại kéo dài, việc đàm phán sẽ không dễ dàng diễn ra mà cuộc chiến địa chính trị sẽ buộc phải ngã ngũ với những mối dây mơ dễ má dai dẳng không dứt được. Để phù hợp hơn với góp ý từ các bạn khán giả xem kênh, có lẽ đại từ nhân xưng mình trong các video không được quen lắm với nhiều độc giả. Và như bạn thấy, từ video này, tôi sẽ dùng đại từ nhân xưng tôi để thể hiện những ý kiến phân tích từ người viết nội dung video và tất nhiên cũng là người diễn đọc, cũng là người dựng video. Nói chung, kênh bạn đang xem đây là một mình tôi làm hết. Trước tiên, tôi sẽ giải quyết vấn đề phụ của video. Có phải truyền thông phương Tây ba phải khi có lúc họ nói Nga không muốn đàm phán, nhưng có khi họ lại nói Nga đang thèm đàm phán không? Dĩ nhiên là không phải, họ dùng nó một cách rất có chủ ý. Trước tiên, quan điểm của Nga cực kỳ xuyên suốt. Nga luôn mở cửa đàm phán, Nga chưa bao giờ đóng lại cánh cửa đàm phán và nhiều lần Nga đã nói điều đó. Chính phương Tây mới là người phá đám, không cho phép Ukraine đàm phán và chính Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh bỏ tù những ai nói tới chuyện đàm phán và sắc lệnh này tới nay vẫn còn hiệu lực. Vậy nên, ở phương diện chính thức, Nga chưa bao giờ đóng cửa đàm phán, còn Ukraine và phương Tây mới là người đóng cửa nó. Vậy khi nhắc tới chuyện Nga không muốn đàm phán thì lập luận của phương Tây cực kỳ đơn giản. Họ nói rằng Nga không sẵn sàng các điều khoản phù hợp. Hãy nhớ cụm từ các điều khoản phù hợp này nhé. Và họ tuyên bố rằng Nga không chấp nhận đóng băng xung đột. Đây chính là hai lý do để phương Tây nói rằng Nga không muốn đàm phán. Họ suy luận rằng Nga muốn những điều khoản vô lý để phương Tây không thể chấp nhận được nhằm mục đích không chịu đàm phán. Điều này là vô nghĩa bởi vì đàm phán là các bên đưa ra các yêu cầu để cùng nhau bàn bạc. Phương Tây cấm đàm phán với Nga nhưng lại nói rằng Nga đưa ra điều khoản vô lý. Điều này xuất phát từ việc phương Tây chưa bao giờ quan tâm tới mối lo ngại của Nga và ý kiến của Nga trong suốt chiều dài lịch sử. Vậy nên chính phương Tây mới là người không muốn đàm phán, bởi vì các ông có chịu đàm phán đâu, có biết trên bàn đàm phán mọi vấn đề đưa ra sẽ được giải quyết ra sao đâu mà thẳng thừng tuyên bố rằng các điều khoản không phù hợp. Một mặt khác, ở phương Tây hay chính xác là Ukraine cũng tổ chức hàng loạt các hội nghị được gọi là hội nghị hòa bình và một trong những điều khoản tiên quyết của Ukraine để có thể trở lại bàn đàm phán đó là Nga phải rút toàn bộ khỏi lãnh thổ Ukraine bao gồm cả Crimea rồi bắt đầu mới đàm phán. Với yêu sách này của Ukraine thì các bạn hãy thử hỏi xem ai mới là người vừa cấm cửa đàm phán, vừa đưa ra những điều khoản được gọi là không phù hợp nhằm không muốn đàm phán đây. Còn khi nói rằng Nga muốn đàm phán thì lập luận của truyền thông phương Tây là Nga quá mệt mỏi với chiến trường Ukraine, nền kinh tế Nga đang suy yếu với gánh nặng của cuộc chiến. Người Nga đang muốn ủng hộ một chính phủ Mỹ mới với ông Trump là người đứng đầu để đặt điều kiện đàm phán dễ dàng hơn bởi ông Trump được coi là đồng minh tự nhiên của Nga. Có nghĩa điều phương Tây nói không phải là ba phải, mà ý của họ là Nga đang cố gắng đưa ra các điều khoản không phù hợp để không muốn đàm phán với phương Tây hiện nay và chờ đợi một chính phủ mới của Mỹ để thực hiện các cuộc đàm phán với ý rằng ông Trump sẽ giúp Nga giải quyết các điều khoản mà hiện nay chính phủ hiện tại của Biden kiên quyết phản đối sự vô lý đó của Nga. Bạn thấy chứ, một mũi tên trúng hai đích. Nên nhớ rằng phương Tây hiện nay dưới thời Tổng thống Biden đồng thuận hơn nhiều, còn phương Tây dưới thời Tổng thống Trump cũng không được châu Âu yêu thích. Bởi vì ông Trump vừa công khai nắn gân châu Âu, vừa bắt châu Âu đóng thêm tiền bảo kê, lại vừa phớt lờ phán quyết của WTO trong cuộc thương chiến giữa châu Âu và Mỹ, nơi mà WTO đã kết luận rằng chính quyền ông Trump đã vi phạm các điều khoản về tự do hóa thương mại khi cấm cửa một số mặt hàng của châu Âu. Thế nên, nói về sự đồng bộ của phương Tây, đặc biệt là về truyền thông phương Tây, thì dưới thời Tổng thống Biden có một sự đồng bộ cao nhất, và sự đồng bộ này đồng thời chĩa luôn mũi dùi về phía ứng cử viên Tổng thống là ông Trump. Đây vốn là một bài tuyên truyền quen thuộc từ thời ông Trump còn làm Tổng thống, bởi vì truyền thông phương Tây nói chung là truyền thông của phe dân chủ của Tổng thống Biden. Bây giờ sẽ là phần chính của video. Tôi sẽ cùng bạn giải quyết câu hỏi Nga sẽ yêu cầu những gì với Mỹ nếu có đàm phán xảy ra. Trước tiên, chúng ta cần phải xác lập góc nhìn để hiểu điều Nga làm. Có nhiều bạn nói rằng Nga cũng chỉ vì lợi ích quốc gia của họ thôi, chứ họ cũng chẳng phải vì thế giới đâu. Điều này là đúng, và tôi cũng phải nói lại điều mà tôi đã từng nói nhiều lần trong các video. Trong lịch sử đều chứng minh rằng Nga không phải là thiên thần, Nga cũng thâm độc như phương Tây vậy. Và đương nhiên, điều Nga làm trước hết là vì lợi ích quốc gia của họ. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở đây. Nước Nga hiện tại
nước Nga của Putin ngày nay họ có quá đủ tài nguyên thô để phát triển cả trăm năm tới. Điều họ cần là được yên ổn để khai thác trên chính mảnh đất của mình. Cách của Nga là muốn hòa bình, hợp tác có lợi với các quốc gia khác, chọn cách chơi đẹp với thế giới. Không phải bản tính của Nga hiện nay là sự tốt đẹp đã ăn vào máu để sẵn sàng hy sinh lợi ích quốc gia để giúp cho thế giới giống như quan điểm của Liên Xô trước kia, mà đây là lựa chọn có lợi nhất cho Nga. Hợp tác công bằng, bình đẳng với thế giới, đôi bên cùng có lợi là con đường tốt nhất để Nga có thể phát triển. Và từ đó cũng là tư tưởng tốt đẹp cho thế giới, bởi ai chẳng muốn các mối quan hệ thực sự tốt đẹp, đôi bên cùng có lợi, đúng không? Vậy nên, điểm cốt lõi là Nga không lựa chọn cách chơi xấu như phương Tây, không phải vì Nga ngoan ngoãn, hiền lành và thanh khiết, mà vì sự chơi đẹp đó có lợi cho Nga nhất. Nhưng như đã nói, nước Nga trước hết vì lợi ích của họ, và mặc dù không chơi xấu ai trước, nhưng nếu ai chơi xấu Nga thì Nga cũng sẵn sàng xấu lại gấp nhiều lần. Nếu bạn thấy rằng Nga làm điều gì đó xấu, thì đúng, Nga xấu, nhưng Nga không phải là người xấu trước. Luôn có tiền lệ và cách xấu của Nga chủ yếu là chủ động đáp trả lại theo đúng tiền lệ. Họ buộc phải chủ động, nếu không họ sẽ rơi vào cái bẫy của phương Tây. Đó chính là góc nhìn để bạn hiểu mọi thứ đang diễn ra. Với Nga, cuộc chiến hiện nay ở Ukraine không phải là một cuộc chiến với Ukraine mà là một cuộc chiến với phương Tây. Hơn nữa, lịch sử cho thấy rằng phương Tây không quan tâm đến mối lo ngại từ Nga, không quan tâm đến ý kiến của Nga, nên phương Tây luôn cố gắng tiếp cận, bao vây và làm suy yếu Nga. Đây là điều mà họ đã chính thức tuyên bố nên bạn không cần phải tranh cãi với nó. Vậy nên các bạn cần phải nhìn vào cuộc chiến này, một mặt Nga đang chống đỡ với các đòn tấn công của phương Tây, một mặt khác là cách Nga đáp trả để ép phương Tây phải tôn trọng ý kiến của Nga. Mà để phương Tây buộc phải tôn trọng thì một mặt phải đứng vững, một mặt khác phải khiến phương Tây ở thế thua. Nhưng điều quan trọng là phải đưa ra một lối thoát bằng các điều khoản đàm phán để buộc phương Tây phải lắng nghe Nga. Nga luôn để ngỏ một khả năng về các điều khoản và muốn các bên thực sự tôn trọng nó để cuối cùng đảm bảo một điều duy nhất là phương Tây để yên cho Nga làm ăn. Và vì phương Tây bị Mỹ thống trị và Mỹ áp đặt chính sách của họ đối với các vệ tinh của mình, nên trên thực tế tất cả các yêu cầu của Nga cuối cùng đều hướng vào Mỹ, không có yêu cầu nào đối với Kiev hoặc EU. Bởi vì Nga biết rằng chính phủ Ukraine và các nước EU dù sao cũng không có chủ quyền và phần lớn chỉ đang thực hiện các chỉ thị từ Washington. Chúng ta chỉ điểm qua các yêu cầu của Nga, điều này được phát ngôn nhiều lần trên các phương tiện truyền thông của Nga và mình nghĩ đây là những điều kiện Nga đưa ra với mục tiêu để phương Tây phải lắng nghe Nga. Đầu tiên, Nga muốn khôi phục các hiệp ước đã bị Mỹ phá vỡ. Mỹ đã chấm dứt, thậm chí phá vỡ một số lượng lớn các điều khoản quốc tế. Mỹ đã chấm dứt hầu như tất cả các hiệp ước giải trừ quân bị với Nga trong 20 năm qua. Các bạn có thể tìm thấy nội dung các hiệp ước do Mỹ phá vỡ bao gồm hiệp ước ABM, hiệp ước INF và loạt hiệp ước START. Các bạn chắc chắn cũng sẽ nghe thấy lúc nào đó chính phủ Mỹ chỉ trích Nga vì phá vỡ một số thỏa thuận nào đó. Thì các bạn tin mình đi, Nga phá vỡ nó để đáp trả những sự lươn lẹo từ phương Tây mà thôi. Như đã nói, chính sách của Nga sẽ không chủ động làm điều sai trước mà chỉ đáp trả khi cần thiết. Thế nên có điều gì đó mà bạn nghe thấy rằng Nga ác, thì trước đó sẽ có một điều gì đó phương Tây nhắm vào Nga trước. Cũng có những hiệp ước mà phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã vi phạm, chẳng hạn như đạo luật NATO và Nga năm 1997. Nếu lời hứa không mở rộng NATO một inch về phía đông được Mỹ hứa với Nga trong thời điểm trao trả Đông Đức, phương Tây đã lý giải rằng chẳng có một văn bản nào cam kết điều đó. Thì năm 97 có một cam kết cho biết NATO không đóng quân tại các quốc gia mới gia nhập NATO ở phía đông, ví dụ như Ba Lan và các nước Baltic. Nhưng như chúng ta đã biết, NATO từ lâu đã vi phạm hiệp ước này, chẳng hạn như việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan, Romania hoặc bằng cách triển khai quân NATO ở các nước vùng Baltic. NATO lý giải cho việc triển khai này là đối phó với mối đe dọa từ Nga, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi được thực tế rằng đây là một sự vi phạm rõ ràng đối với một hiệp ước quốc tế có hiệu lực. Và đây cũng không phải là hiệp ước quốc tế duy nhất mà Mỹ vi phạm một mình hoặc cùng với các vệ tinh của mình vi phạm. Và như đã nói, chính sách của Nga theo đuổi sẽ là tôn trọng các thỏa thuận. Vậy nên mình tin rằng một trong những nỗ lực của Nga sau khi Nga đáp trả để Mỹ và phương Tây chịu lắng nghe là Nga một lần nữa sẽ đưa ra các yêu cầu khôi phục hoặc đàm phán lại các thỏa thuận an ninh. Trong cuộc đàm phán hòa bình, Nga sẽ yêu cầu khôi phục hoặc đàm phán lại các hiệp ước giải trừ quân bị do Mỹ đã chấm dứt. Nga cũng yêu cầu thực hiện lại các đạo luật Nga-NATO năm 1997. Nhìn chung, Nga có khả năng quay lại các yêu cầu mà nước này đã đề xuất với Mỹ và NATO trong việc đảm bảo an ninh chung vào tháng 12 năm 2021. Vào thời điểm đó, Nga kêu gọi một châu Âu không có vũ khí hạt nhân, tức là Mỹ rút vũ khí hạt nhân ở châu Âu, sau đó Nga sẽ rút và di chuyển vũ khí hạt nhân của mình về phía sau dãy Ural. Một phần nữa là các thể chế quốc tế đã bị Mỹ lợi dụng, Nga không mong muốn đập bỏ các thể chế quốc tế giống như phương Tây đang làm.
Như chúng ta đã biết, phương Tây hiện nay liên tục kêu gọi rằng cơ chế của Liên Hợp Quốc đã lỗi thời. Điều này là dễ hiểu bởi vì có nhiều quốc gia đã mạnh hơn, khiến cho Mỹ không còn thoải mái lợi dụng Liên Hợp Quốc để thực hiện kế hoạch của họ nữa. Điều tương tự cũng xảy ra với WTO khi Mỹ ngang nhiên vi phạm và không tôn trọng quyết định của WTO về các cuộc chiến thương mại với châu Âu. Chúng ta biết rằng bản chất các tổ chức quốc tế trong hiến chương hay trong quy định của nó đều là công bằng, nhưng Mỹ đã thao túng những tổ chức này để nó trở thành công cụ đắc lực cho Mỹ. Nhưng hiện nay Mỹ càng ngày càng khó thao túng, chính vì thế Mỹ muốn hủy bỏ các thể chế quốc tế này. Nhưng Nga lại khác, Nga không muốn phá vỡ các thể chế quốc tế mà muốn nó hoạt động theo đúng những gì mà nó đã được sinh ra. Vậy nên Nga sẽ yêu cầu khôi phục vai trò của các tổ chức quốc tế và tái cơ cấu lại để loại bỏ sự lũng đoạn của Mỹ. Chúng ta thấy ở phần này, rõ ràng điều Nga yêu cầu là phù hợp với lẽ công bằng và tôn trọng. Nhưng nhìn qua sẽ thấy rằng Mỹ sẽ là người chịu thiệt thòi, còn Nga sẽ là người có lợi. Hóa ra khi mọi thứ trở nên công bằng thì Nga sẽ là người có lợi, bởi vì Mỹ sẽ không chơi bẩn được nữa. Ngay từ đầu bạn đã thấy chỉ cần chơi đẹp là Nga đã thành công rồi đúng không? Và bạn nhìn thấy điều Nga mong muốn có đúng không? Đừng nói rằng bạn thấy những điều mà Nga đang muốn đó là một sự bành trướng vô lý nhé. Tiếp theo là yêu cầu của Nga trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây cũng là vi phạm pháp luật quốc tế, bởi vì chỉ có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế một cách hợp pháp. Và tất nhiên, các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ dẫn đến các vi phạm hợp đồng nếu các công ty không còn được phép thực hiện nghĩa vụ hợp đồng do hậu quả của các lệnh trừng phạt nữa. Do đó, Nga sẽ yêu cầu các lệnh trừng phạt áp đặt bất hợp pháp này phải được dỡ bỏ. Việc các vận động viên Nga bị loại khỏi các cuộc thi quốc tế cũng là một tay phương Tây xúi dục, lợi dụng quyền lực ở các liên đoàn thể thao quốc tế để chính trị hóa thể thao. Lệnh cấm các vận động viên Nga và việc hạn chế quyền của Ủy ban Olympic Nga cũng không phải là các biện pháp trừng phạt chính thức, nhưng nó cũng cùng mục đích. Đó là lý do tại sao Nga sẽ yêu cầu cho phép các vận động viên Nga thi đấu dưới lá cờ của Nga và khôi phục hoàn toàn quyền của các vận động viên Nga. Vâng, điều này thì khỏi phải bàn. Rõ ràng một lần nữa chúng ta thấy yêu cầu của Nga là rất phù hợp và công bằng. Nhưng một lần nữa, một yêu cầu hợp lý và công bằng này của Nga sẽ khiến Mỹ và phương Tây có hại. Và vâng, chỉ cần chơi đẹp thôi là Mỹ sẽ bất lợi hơn Nga.